kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới vừa diễn ra, mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong trường phổ thông năm 2019. Theo đó, đối với các phòng giáo dục và đào tạo, chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức học sinh, sinh viên, tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước, rà soát kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp, tường rào, lan can, khu vui chơi trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo an toàn trong môi trường giáo dục. Đối với nhà trường, thường xuyên tuyên truyền đến học sinh, cán bộ, giáo viên về tác hại của các vụ tai nạn thương tích, đuối nước và biện pháp phòng tránh. Tăng cường công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng bể bơi, phối hợp giữa chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể liên quan, tổ chức lễ bàn giao học sinh về nghỉ hè tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động bổ ích lành mạnh. Đồng thời, rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước hoặc những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho trẻ em, học sinh để chủ động phòng ngừa, làm rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước, trưởng ban hỗ trợ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 huyện, quán triệt kế hoạch tổ chức kỳ thi cho lãnh đạo các phòng, ban huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, ban giám hiệu các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn. Theo đó, huyện Cần Đước có trên 1.750 thí sinh đăng ký dự thi. Mặc dù dự thi ở các điểm trường trong huyện nên thuận lợi cho các bậc phụ huynh và các em học sinh trong quá trình dự thi và đưa rước con em mình trong các ngày diễn ra kỳ thi. Tuy nhiên, để giúp cho các em an tâm thi tốt, huyện tăng cường công tác tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi như chăm sóc sức khỏe cho các em trong mùa thi nhằm tạo sự phối hợp tốt giữa ba môi trường, gia đình, nhà trường và xã hội, tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho các em. Năm nay, ban hỗ trợ kỳ thi của huyện tiếp tục duy trì chương trình tiếp sức mùa thi với kinh phí trên 100 triệu đồng, vận động xã hội hóa thông qua những tấm lòng hảo tâm. Hội khuyến học huyện hỗ trợ các em ăn trưa tại các điểm trường. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, huyện Cần Đước có 5 điểm thi tại các trường Trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện. Để đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, huyện đã thành lập ban hỗ trợ kỳ thi và triển khai công tác tiếp sức mùa thi. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2019-2020 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6 tới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại thành phố Tân An cơ bản hoàn tất. Các em học sinh đã sẵn sàng bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng này. Tại trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, không khí ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp của thầy và trò nhà trường rất khẩn trương và nghiêm túc. Khối lớp 9 năm nay của trường có 234 học sinh. Năm học 2019-2020, nhà trường đề ra mục tiêu trên 90% học sinh thi đỗ cho các trường trung học phổ thông và 10-15% học sinh thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Long An. Cuối tháng 4, đầu tháng 5 2019, ban giám hiệu trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng kết hợp cùng phụ huynh học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập tuyển sinh lớp 10 cho các em. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6, các em đã tập trung ôn tập cho 3 môn văn, toán và tiếng Anh. Và các thầy cô đã tiến hành ôn tập theo thời khóa biểu của nhà trường sắp xếp. Buổi sáng, buổi chiều và xen vào đó thì có các phần dò bài theo nhu cầu của phụ huynh học sinh. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên sưu tầm đề thi của các năm học trước cho học sinh làm quen, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức một cách có hệ thống, nắm chắc những kiến thức cơ bản. Các thầy cô đang rất tích cực để ôn tập cho chúng con. Các thầy cô đã củng cố lại các kiến thức mà cơ bản cho chúng con. Ngoài cái việc học trên lớp thì chúng con còn có học nhóm với nhau. Các bạn đều trao đổi qua lại. Nhất là các tiết giờ bài và buổi chiều thì chúng con có ngồi lại ôn tập với nhau. Ngoài làm những bài tập mà thầy cô ra trên lớp, ở nhà em còn làm thêm những kiến thức, những đề mà tỉnh Long An cho những năm qua để có thể đánh giá được năng lực học tập của bản thân và bổ sung kiến thức kịp thời để có thể chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh 10 tốt nhất. Cùng với việc ôn luyện tại các trường trung học cơ sở, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tân An cũng cơ bản hoàn thành. Cơ sở vật chất phòng thi, an ninh trật tự xung quanh khu vực trường thi đảm bảo cho các em bước vào kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, trong đợt kiểm tra sơ bộ các công trình nhà hàng khách sạn ven biển mới đây,
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm, trong đó có đến 17 cơ sở xây dựng với vài trăm mét vuông tại mỗi khu đất ven biển nhưng không hề được cấp phép. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, qua rà soát hàng loạt cơ sở nhà hàng khách sạn ven biển, đơn vị phát hiện 55 nhà hàng quán tạm vi phạm trật tự xây dựng, 4 khách sạn xây tăng phòng trái phép. Trong đó, các nhà hàng quán tạm vi phạm có đến 17 cơ sở xây dựng không phép, 6 công trình hết hạn giấy phép và 17 công trình chuyển đổi công năng không đúng quy định. Đặc biệt, các cơ sở không phép xây dựng đa phần đều là những nhà hàng hải sản nổi tiếng nằm ven biển. Riêng đối với các công trình khách sạn Golden Star, Winfinger và Area, tình trạng vi phạm chung đều là xây tăng từ 5 đến 30 phòng. Theo cơ quan chức năng, đây vừa là vi phạm xây dựng, vừa là chiêu trò của các chủ khách sạn nhằm tránh phải thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các công trình khách sạn đăng ký xây dựng 50 phòng trở lên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý cấp phép xây dựng công trình nhà chung cư. Thành phố cũng sẽ đưa hệ thống tổ chức cấp phường, xã, thị trấn tham gia quản lý nhà chung cư trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đơn vị quản lý cần xác định phần diện tích sở hữu chung và sở hữu riêng của các chủ sở hữu, không để phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau. Giám sát việc thực hiện cam kết của các chủ đầu tư trong quá trình khai thác, quản lý, sử dụng nhà chung cư. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn sẽ chịu trách nhiệm về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại cũng như tình hình trật tự xã hội tại nhà chung cư. Đồng thời, giải quyết tình hình tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tranh chấp khiếu nại về việc chiếm dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư. Thưa quý vị, có không ít hộ dân đã sống ổn định trên mảnh đất của mình hàng chục năm nhưng lại vẫn không được chính quyền địa phương công nhận. Họ không có hộ khẩu, không được khai báo tạm trú, tạm vắng với lý do đây là đất dự án. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình. Khu vực ngõ 307 đường Nguyễn Xiển nằm trong quy hoạch của dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ Hạ Đình. Dự án này được quy hoạch từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Theo những người dân tại khu vực này thì họ đã sống ổn định tại đây từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nhưng do có dự án này nên cuộc sống dường như bị bỏ ngỏ. Chúng tôi không thấy là ai xuống đây để hỏi hoặc là phổ biến những cái chính sách pháp luật gì của là dân ở đây cả. Đăng ký tạm vắng tạm trú thì phía bên Hà Đình thì có, nhưng mà bên phía Tân Triều thì không. Không được sinh hoạt, không được nhập hộ khẩu, con cháu thì học hành, không có nơi để học, phải xin ngoài tuyến mà... Tất cả các sinh hoạt của người dân là mất hết quyền, không có cái gì. Quy hoạch treo dẫn đến hộ khẩu cũng bị treo. Những người dân tại các khu dự án này gặp rất nhiều khó khăn. Do gì chưa được đền bù nên họ cũng không đủ kinh phí để chuyển đến nơi ở mới. Theo quy định của luật cư trú, tất cả những hộ dân đang sinh sống trên đất mà đã có thông báo thu hồi đất thì đều không được cấp sổ tạm trú theo quy định. Công an xã cũng phản ánh lên đảng ủy, chính quyền để làm sao mà tham mưu để có một cái chế độ thế nào cho nhân dân hợp lý nhất. Theo nhiều luật sư, việc áp dụng luật như vậy là quá cứng nhắc và sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Hơn nữa, theo luật tổ chức về Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thì việc quản lý dân cư thuộc về trách nhiệm của chính quyền sở tại. Chính quyền cấp xã, cấp thị trấn là cơ quan có trách nhiệm quản lý dân cư trên địa bàn của mình. Và trong quy định của pháp luật cũng quy định rõ hơn, đó là họ phải có trách nhiệm về đăng ký hộ khẩu cũng như đăng ký tạm trú những con người này. Vậy thì ở đây đặt ra một vấn đề là nếu như trên địa bàn xuất hiện cái sự có mặt của người dân hay là cái yêu cầu của người dân đối với các cái quyền như một công dân, thì trách nhiệm của cơ quan gần dân nhất đó là chính quyền cấp phường, cấp thị trấn, cấp xã phải đảm bảo cái quyền lợi đó cho người dân. Luật đất đai đã quy định nếu sau 5 năm đưa vào kế hoạch sử dụng đất mà dự án chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải điều chỉnh hủy bỏ. Các luật sư cho rằng các cơ quan chức năng cần áp dụng nghiêm khắc điều luật này đối với các dự án treo. Có như vậy mới có thể đảm bảo quyền lợi cho người dân.